lái xe liền tay nhận quà cực khủng từ SKB ngày hôm nay ạ. Hôm qua chúng ta đã tìm ra được 3 chủ nhân may mắn của 3 giải thưởng vô cùng hấp dẫn từ chương trình, bao gồm một giải nhất, một bộ xử lý hình ảnh chính hãng Novastar V960 trị giá 7 triệu đồng. Một giải nhì, một bộ xử lý hình ảnh chính hãng Novastar V760 trị giá 4 triệu đồng. Một giải ba, một bàn điều khiển ánh sáng Vico 240 trị giá 1,5 triệu đồng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức bốc thăm để tìm ra 3 chủ nhân may mắn tiếp theo của chương trình. Không biết quý vị đã có những tấm vé bốc thăm chưa ạ? Quý vị nào còn... Quý vị có thể đến nhân hàng của SKV để đăng ký tên tham gia bốc thăm chương trình giải thưởng ngay sau đây luôn ạ. Đã đến giờ bốc thăm thì may mắn em xin phép được bốc giải thứ 3. Giải thưởng thứ 3 của chúng ta là một bàn điều khiển ánh sáng Vico 240 trị giá 1,5 triệu đồng ạ. Chủ nhân may mắn của giải 3 của chúng ta hôm nay mang mã số 117, Dương Thị Kim Ngọc ạ. Khách hàng Dương Thị Kim Ngọc, mã số 117 có mặt ở đây không ạ? Em xin phép hủy phiếu bốc lá thăm tiếp theo nhé. Mã số may mắn giành giải 3 của chúng ta là 103, Trần Tất Đạt ạ. Dạ anh, em mời anh lên ạ. Vâng, anh xin tự giới thiệu mình nhé. Tên là Trần Tất Đạt. Dạ, anh đang làm đơn vị ở trong này cho anh. Dạ. Chúc mừng anh may mắn là giải 3 ạ. Em tặng anh. Được chưa? Em cảm ơn anh ạ. Em xuống dưới đây tí em gửi quà nhé. Chủ nhân của giải 3 chúng ta đã có lộ diện rồi ạ. Bây giờ em xin bóc giải 2 là một bộ xử lý hình ảnh Novastar V760 trị giá 4 triệu đồng. Dạ em xin mời khách hàng mang mã số 093 Phan Châu Nhân. Anh Phan Châu Nhân có mặt ở đây không ạ? Mình quá lùng sao với bạn. Em xin mời khách hàng mang mã số 069 Lê Thị Nhi ạ. Em xin nhắc lại là mã số 069 Lê Thị Nhi ạ. Dạ em xin phép hủy lá thăm này luôn nha. Khó vậy trời. Mã số 066 Nguyễn Hoàng Phước. Có vẻ hôm nay ngày trong tuần nên khách hàng của chúng ta không thể đợi đến giờ bốc thăm. Em xin phép bốc một lần cuối cùng, nếu mà không được thì sẽ hủy giải 2, sẽ dùng sang ngày mai thứ 7. Khách hàng đông hơn nha. Mã số 109 Phan Duy Tấn. 109 Phan Duy Tuấn. Mấy xe. Vâng, em chào anh. Anh tự giới thiệu mình nhé. Dạ, em là Phan Duy Tuấn, em đến từ Hoàng Sơn Việt ạ. Anh giới thiệu nhanh dữ, chưa kịp nghe. Em gửi anh ạ. Em mời anh xin nhé. Lần này vậy còn một giải duy nhất trong ngày hôm nay, em xin phép mời chị bốc thăm giúp em giải nhất nhé. Nguyễn Thị Lan Phương, mã số là 110. Khách hàng mang mã số 110 Nguyễn Thị Lan Phương có mặt ở đây không ạ? Đầu tiên là nhớ ngày 20 tháng 10 em có hoa và thiệp gửi tặng chị. Chúc chị ngày 20 tháng 10 vui vẻ ạ.
Em mời lại ba khách hàng may mắn trúng giải của ngày hôm nay để lên nhận giải tại đây nhé. Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi lễ bốc thăm may mắn tại gian hàng SKV ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ.